Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, một đám cháy đã bùng phát dữ dội do chứa nhiều vật dụng dễ cháy và đã lan rộng ra khiến hai ngôi nhà trên đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ kèm nhiều tiếng nổ lớn tại địa chỉ 309 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, do ông Nguyễn Thế Minh thuê làm tiệm kinh doanh dán keo xe. Ngay sau đó, đám cháy lan sang nhà số 311 là cửa hàng kính của ông Nguyễn Chí Hùng. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản có giá trị trong hai căn nhà này bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguy hiểm hơn, vụ hỏa hoạn xảy ra gần điểm bán xăng dầu lớn trên trục đường Quang Trung. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời có mặt tại hiện trường, huy động 7 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa và khống chế được đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.